nhân dịp xuân về, Ngân hàng Bắc Á gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại tiền gửi tiết kiệm đón Tết vui xuân cùng Bắc Á. 40.850 thẻ cào trúng ngay, tổng giá trị 4 tỷ đồng. Quay số trúng thưởng, giải đặc biệt 10 lượng vàng 4 số 9 và hàng trăm giải thưởng giá trị khác. Chương trình bắt đầu từ 1/12/2010 đến 28/2/2011. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Bắc Á trên toàn quốc.